Vâng, xin chào anh em. Và hôm nay mình sẽ cho anh em xem một chút về cái hệ thống điện năng lượng mặt trời. Ở đây nhà mình đang lắp gọi là sơ sơ tí thôi, sương sương một chút rồi nhưng không phải là chơi hết mình. Tuy nhiên ở đây các bạn xem hôm nay mình sẽ chủ yếu là cho các bạn xem đó là trời mà không nắng thì cái bộ này nó sạc như nó có sạc điện hay không, nó có ra điện hay không thì các bạn cùng xem cụ thể ở đây nhá. Đây mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn một vài thứ như sau. Đây là cái bộ ắc quy của mình, là mình lắp cái ắc quy rất là bé đây. Ắc quy của mình có đây, có 35A đây. Đó, 12V 35A này. Có một bình nữa. Đây là dây hai cái dây này là hai cái dây mình nối sang cái cổ kích. Đó. Đây là lên dây lên sạc này, hai dây này. Đó. Mình nối lên đây. Và cách đấu nối thì các bạn xem ở đây. Mình đã nối dây bên này, cặp này là từ tấm pin năng lượng đi xuống. Đó, bên này là dương, bên này là âm. Bên này hai dây xuống bình ở đây. Còn hai cặp này là cặp tải. Tải đây là mình cho lên cái cục phát wifi ở đây để cho nó không bao giờ bị mất wifi luôn. Cứ có lúc nào cũng bình ắc quy nó cũng sẵn sàng là ok hết. Đó. Đó. Ở đây mình đấu nối điện thì nó hơi lằng nhằng một chút, các bạn thông cảm nhé. Đây, mình thiết kế đây là cái bộ cái cổ kích đây. Các bạn xem. Đó, bây giờ mình đang chạy từ điện từ ắc quy lên. Đó, các bạn nhìn ở bên bên trái này. Đây là dòng AC này. VAC là không này, không input này, tức là đầu vào đấy. Đó. Đầu bên này là đầu ra. Output này. Ra bây giờ đang là 237V. Đó. Ở trên này là cái dung lượng là cái mức độ đầy của bình nhé. Đó, khả năng tích trữ của bình ở bên nó đang đầy. Đó, cái củ này nó chỉ có 4 vạch thôi. Nó xác định đây là vẫn là đang là đầy. Đó, bên dưới này là tải màu của bóng nhá. Xem ở đây nó đang tải là khoảng tầm từ 0 đến 25%. Đó, 0 đến 25% như thế này. Đó, với lại cái cổng cổng ra của nó là có 3 ba cổng ở đây, mình đang đấu nối lên đây. À, dây này mình cắm qua đây, qua vào cái bảng điện này luôn, cái ổ điện này luôn và chia đi ra ra để sử dụng luôn. Đó. Đó, còn cái tấm pin năng lượng thì mình lắp ở trên mái rồi. Dây mình lòng lên đây nhưng mà do đi ở trên mái nhà nên là mình cũng không đi ghen vào đâu. Tại vì dòng này cũng dòng bé thì mình nghĩ là chắc ở trong nhà này thì cần thiết phải đi ghen. Nếu như mình chạy dòng to hơn sau mình lắp thêm vài một vài tấm pin nữa thì mình sẽ phải đi ghen mà cho nó an toàn. Đó. Thế bây giờ cụ thể đó, mình sẽ cho các bạn xem là cụ thể hôm nay là ngày không nắng một tí nào nhá. Đó, các bạn có thể nhìn thấy buổi này ngoài trời này, ngoài trời không có một tí nắng nào luôn. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Không hề có một tí nắng. Đó. Mình sẽ giả hẳn ngoài trời cho các bạn xem. Đó, không nắng một chút nào, trời thì toàn mây thôi. Đó. Trời toàn mây thôi, đúng ngầu đúng không ạ? Đó, các bạn nhìn ra trời không có một tí nắng nào luôn. Đó. Ở đây chúng ta đi vào xem là cụ thể là bây giờ nó có sạc điện hay không. Đó, quan trọng là cái điện đúng không ạ? Lắp gì thì lắp, điện nó có sạc hay không. À, thì các bạn nhìn ở đây, đây là cái củ sạc, cái bộ sạc của nó này. Thì ở đây nó đang báo dòng đang dao động ở đây. Và các bạn nhìn ở phía bên trái này, đây, đây thì là cái phía dòng điện từ năng lượng mặt trời đang đi vào quy đây. Đó, thì các bạn thấy là nó vẫn còn đang chạy như này, có nghĩa là nó đang đang đi vào. Đó. Còn đang bên này là tải tải của cái bộ sạc này nhá. Thì mình chỉ cắm có mỗi cái gọi là cái wifi ấy, cho nên là nó gần như là không dùng điện luôn. Nó một tí ti này, nó quá nhỏ cho nên nó không hiện lên là cái dòng điện đang chạy ra luôn. Đó, nó rất là nhỏ. Đó.
Thì ở đây mình sẽ kiểm tra xem là dòng điện sạc đi vào cụ thể là bao nhiêu. Mình sẽ bấm vào đây. Đây là nhiệt độ của hệ thống, cái sạc này đang là 29 độ này. Bên đây, đây là dòng điện từ pin năng lượng đi vào bình đang là 29 à 2,9A. Trời râm tịt nha các bạn nhé. Râm tịt, râm không một tí nắng là chúng ta vừa xem đấy. Không có một tí nắng nào luôn và nó vẫn đang sạc vào là 2,9A. Đó. Nếu như nó còn râm nữa thì nó xuống, thậm chí là trời mưa đi, đôi khi là nó xuống đến 2,0A, tức là nó vẫn sạc các bạn nhé, trừ khi là nó tịt quá rồi, nó không sáng được nổi nữa, trời nó như là tối sầm lại thì chắc là lúc đấy nó cũng sẽ không sạc. Nhưng mà bây giờ trời râm tối như thế này thì nó vẫn sạc được vào gần 3A đúng không ạ, 2,9A thì nó cũng tạm ổn đúng không ạ, vẫn đảm bảo đủ chạy một vài thứ ở trong nhà. Đó. Ở đây bây giờ mình đang tải thì hiện tại mình cũng không tải gì nhiều, chỉ có mỗi cái nồi cơm điện thì nó đun xong mất rồi đó, nên là nó cũng không có tải gì mấy. Nên bây giờ mình sẽ thử tải ở đây, mình sẽ bật cái máy tính của mình lên. Đó. Bật lên nha. Đó, xem máy tính. À, có lẽ là mình chưa bật công à đây mình chưa bật công tắc này. Cho công tắc điện lên nha, bật cái máy tính lên này để xem tải nha. Rồi rồi báo luôn. Xem nào, nó đang cắm dây vào đây ở máy tính. Bây giờ mình chạy tải nha, mình bật máy tính lên này. Máy tính lên nào. Rồi máy tính đã chạy này, bên này màn hình này. Đó, hình như là xem tải nó vẫn gần như không lên đúng không ạ, cái máy tính đang rất là ít điện đúng không ạ, nó vẫn chưa lên đến 250W luôn. Lâu lâu nó báo full tải. Chữ máy in của mình thì không dùng chung tải đâu thì phải. In thì mình đang cắm ở đây cho mình. Mà không hề chúng tải có, à, có thể là do cái nồi cơm điện nó lâu lâu nó sẽ xài điện một ít đó, thì nó sẽ kéo căng tải lên đó. Thì chúng ta thấy là như này thì ổn thôi, quy cũng ở trên này thì là báo là còn 2 vạch 3 vạch đúng không ạ. Lâu lâu này lâu lâu tải, có lẽ là cái nồi cơm nó kéo này thì là nó sụt một cái này đó, thì xong rồi lại lại chạy tiếp này. Ổn này, bên này cũng báo còn 3 vạch này, 3 vạch bình, tức là còn khoảng tầm 50 đến 70% dung tích của bình. Bên này thì nó chia thành 5 vạch thì mỗi vạch là 20, nên là khoảng tầm 60. Bây giờ nó đang chớm lên vạch thứ tư rồi, chắc chắn là khoảng tầm 60 rồi. Thì trên đây là, các bạn thấy là nãy giờ nó vẫn không nắng một tí nào nha, vẫn đang râm tịt này các bạn ạ. Đó, mình nhìn thấy nó râm tịt luôn. Rồi thế thì trên đây là cái bài cái phần chia sẻ của mình. Đấy, các bạn nào đang phân vân về vấn đề lắp pin năng lượng thì có thể hỏi mình, và bên mình sẽ tư vấn các bạn lắp đặt. Và mình thì giới thiệu luôn là mình ở Cao Bằng. Đó, ở Cao Bằng thì thường là cái mức độ nắng nó cũng không cao lắm đâu. Ở đây thì mình thấy nó vẫn ổn, dùng ổn là được đúng không ạ. Mà Cao Bằng mình thì nhiều chỗ là gần như không có điện lưới luôn, mà dùng cái hệ thống này thì đảm bảo là thắp sáng là nấu cơm là ổn rồi. Tuy nhiên là nếu mà nấu cơm thì có lẽ là không chơi quả bình này được các bạn ạ. Các bạn mà chơi quả bình này thì nấu cơm là không đủ đâu nhé, các bạn phải chơi cái bình viễn thông cỡ
cứ tốt nhất là chơi cái bình 150A ấy, thì các bạn sạc cả ngày, các bạn sạc đầy vào thì lúc đấy các bạn chạy mới được, chứ cái bình này của mình mà cắm cơm là nó không đủ điện đâu, nó sẽ sụt ắc quy đấy. Đây thì mình chạy nồi cơm điện thì nó đã chuyển qua chế độ là ủ rồi, nên là lâu nó chỉ tải nhằng cái xong rồi nó tắt thôi, thì nó đơn giản thôi. Còn các bạn mà muốn nấu được cơm luôn thì phải không không chơi cái bình này giống mình được nha. Đây, trên đây là phần gọi là review thôi, giống như là review đó, cho các bạn xem thôi. Đây thì bạn xem qua thì nếu các bạn thấy thích cái video của mình thì đừng quên là nhấn nút like, và ủng hộ mình thì các bạn nhấn vào subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Chào các bạn.